Okay. And we will go on. Okay, first of all, we need to learn some vocabulary about this topic. Okay. The first word will be a dress. A dress. A dress. Rồi, bạn Dennis đọc lại từ này giúp cô nè. A dress. Dấu nhấn thứ hai nha. Dennis, đọc lại giúp cô nào. A dress. A dress. Đúng rồi, tốt rồi. Bạn em mà, đọc lại giúp cô từ này. A dress. Đúng rồi, anh Tuấn. A dress. À, a dress. Ở đây có Dara này. Dara là một âm nữa này. A dress. A dress. A dress. Không có a dress nha con. A dress. Rồi, a dress. What does it mean? Địa chỉ ha, ghi vào giúp cô. A dress. Địa chỉ nhớ cách đọc giúp cô nha. A dress. A dress. A dress. Địa chỉ. Okay, next. How about this word? Bạn nào biết cách đọc từ này không? How about this word? À, đây ở đây cô có phiên âm này. Mấy bạn sẽ dần quen với cách phiên âm luôn ha. Đây. E, I. Chúng ta đọc là A. A. Lane. Lane. Mình đọc nhanh sẽ giống như từ lane như vậy đó. Lane. Lane. Mà thật sự khi chúng ta đọc chậm thì là sẽ là lane. Lane. Đọc nhanh này. Lane. 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 Rồi. À, một bạn lặp lại từ này thôi ha. Bạn anh Tuấn đi. Lane. Đúng rồi, đúng rồi. Lane. Chính xác. Chính xác rồi đó. Rồi lane có nghĩa là ngõ. Ghi vào giúp cô. Lane. Đọc nhanh xíu nè. Lane. 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 Mấy bạn có thể ghi phiên âm này để mình làm quen luôn. Chừng nữa mình gặp mà mình biết cách đọc luôn. Y với I này. Mình sẽ đọc là A. Lane. Rồi, bạn Khánh Văn đi đâu luôn rồi? Rồi, next. How about this word? Từ này quen này. Có bạn nào biết không? Ok, let me tell you. Đây, phát âm này. Ở đây là phát âm, cách phát âm nha. Đây. Đọc là road. 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 Âm cuối chữ d. Đọc nhỏ thôi. Road. 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 Rồi, Dennis. Road. Very good. Rất tốt nha. Thank you, Dennis. Emma. Road. Good job. Very good. Rồi, mấy bạn nghe nghĩa chưa? Có nghĩa là đường nha. Mấy bạn chưa nghe thông tin từ sau học online hả? Road. Road. Rồi, next. Rồi, Khánh Văn vào rồi này. Rồi, cô tiếp nha. Tiếp theo. Đây, cô có phiên âm này. Cô chỉ cho mấy bạn cách đọc luôn này. Đây. I, đúng không? Hai chấm này, chúng ta sẽ đọc E. Hai chấm này chúng ta sẽ mang nghĩa là nó dài hơn xíu đó, khoảng cách mình đọc nó dài hơn xíu này. E. Street. 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 Sa cha. Street.
âm cuối này. Street. Street. Rồi, coi đó cô đọc chậm nha, đọc nhanh này. Street. Street. Rồi, bạn Khánh Văn mới vào, con biết từ này không? Đọc lại giúp cô nào. Mai mốt các bạn gặp cái này ở đây này thì nhớ đó là âm y dài. E. Street. Rồi, bạn Khánh Văn đọc lại giúp cô. Rồi, Khánh Văn. Can you hear me? Bạn Khánh Văn hình như kết nối không ổn định đúng không? Bạn Anh Tuấn thì sao? Street. Đúng rồi, rất tốt nha. Đừng quên phát âm âm cuối nha. Âm cuối này. Street. Street. Rồi, ở đây cũng có nghĩa là đường nữa, nhưng mà đường này chúng ta sẽ bao quanh bởi những tòa nhà. Ha. Còn road hồi nãy là chúng ta sẽ bao quanh, không có bao quanh tòa nhà. Street. Street. Các bạn có thể ghi cách phát âm ra luôn nha, để mình quen luôn. Street. Rồi, có nghĩa đường nha. Phân biệt cho cô với road nha. Street có nghĩa là xung quanh này, tòa nhà này. Rồi, next. Mấy bạn ghi rồi đúng không? Ok, next. Ok, how about this word? Tower. Tower. Đây, ở đây có nguyên âm này, nguyên âm đôi này. À, oh, tower. Này, chúng ta đọc là tower, tower. Rồi, nguyên cặp này chúng ta đọc là tower. Tower. Đây, dấu phẩy dưới trên này nè. Là chúng ta sẽ nhấn ngay âm tiết đó. Tao. Tower. Tower. Rồi, Dennis. Tower. Đúng rồi, good job. Rất tự nhiên nha. Bạn Khánh Văn. Bạn Khánh Văn kết nối được chưa con? Dạ rồi cô. Rồi, đọc lại giúp cô từ này nha. Mấy bạn có thể ghi cách phiên âm luôn nha. Tower. Tower. Ủa, bạn Khánh Văn có nghe cô nói không ta? Dạ có. Rồi, con đọc lại từ này giúp cô này. Tower. 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 Đúng rồi. Rồi, con ghi chữ này vào tập luôn nha. Từ vựng của mình đấy. Tower có nghĩa là tòa nhà, tòa tháp này. Tụi con nhìn hình này. Tower. Tower. Có thể ghi cách phiên âm luôn nha. Không ghi cũng không sao. Rồi, ok, next. Ok, à, từ này cô đố mấy bạn biết nè, đúng không? Em à, từ này mình có nghe hôm bữa này, đọc thử cho cô từ này xem mà. Floor. Đúng rồi, floor. Đây, phiên âm đây, fla, fla. Or, đây, hai chấm là có nghĩa là dài này. Floor, floor, floor. Rồi, floor có nghĩa là tầng này. Tầng này. Rồi, ghi vào giúp cô nha. Floor. O nha. Ở đây là O này. Floor. Floor. Ok. Tiếp theo từ này cũng là fla, fla, fla. Rồi, ở đây, đây là nguyên âm này, nguyên âm đôi. Chúng ta đọc là a, a, flat, flat. Đây, âm cuối này, âm cuối này. Flat, flat. Rồi, anh Tấn. Flat. Đúng rồi, flat. Xin chào anh Tấn. Khánh Văn đọc lại giúp cô xem nào. Flat. Fla, fla, flat. À, bạn tên Khánh Văn tắt mic mất rồi. Flat. Em à. À, đúng rồi, Sơn Kiều Khánh Văn. Rồi, flat có nghĩa là căn hộ.
Okay. How about this word? Đây. A. O. Đọc là ao. Town. 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 Từ này có một âm tiết thôi, không cần dấu nhấn gì hết. Town. Town. Bạn Dennis. Town có nghĩa là thị trấn ha. Dennis. Town. Đúng rồi, town. Thank you, Dennis. Phân biệt town với tower nha. Tower là tòa tháp. Town, thị trấn. Town. Okay, next. À, từ này cô biết, em mà biết đúng không? Bạn Dennis. À, không biết hả? Anh Tuấn thì sao? Từ này mình sẽ gặp thường xuyên luôn nè. Anh Tuấn biết từ này không? Dạ không. Ok. Rồi nhìn phiên âm quốc tế nha. Bra. 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 O. Này là âm O nha. Mà O ngắn thôi. Province. Đây. Âm cuối này. Province. Province. Rồi phải ở trên này. Mình đọc pro nha. Province. Không có đọc province nha. Province. Province. Có nghĩa là tỉnh. Tỉnh Lào Cai, tỉnh Hà Giang gì đó. Mình sẽ nói là Hà Giang province. Province. Ok, how about this word? Rồi đây. Ví village. Village. Ví nè, village. Âm cuối này, cái này chúng ta đọc là ch. Là village, village. Village. Rồi có nghĩa là làng. Mấy bạn ghi vào nha. Nhớ cách đọc nha, village. Village. Dennis, tập cho cô từ này xem nào. Village. Âm cuối đâu? Village. Village. Đúng rồi. Xin chào Dennis, nhớ âm cuối nha. Village. Không có village, village không nha. Village. Rồi, nghĩa là làng ha. Rồi, mấy bạn điền từ vào giúp cô nha. Number one, cô điền là village. Village. Rồi, number two. Number two. Number two. Anh Tuấn. Dạ, thưa cô, number two là town. Town, let's see. Good job, town. Rồi, bạn nhớ cách đọc rất là tốt luôn. Bạn Khánh Văn vào chải có thể ghi bổ sung nha. Town, town. Good job, nhớ từ này nha. Village. Village. T-E này, đọc là ch. Village. Rồi, how about this one? Number three, Emma. Tower. Tower, let's see. Tower, very good. Tower, tower, đọc đúng ha. Thank you, Emma. Number four. Number four. Dennis. Floor. Floor, good job. Floor là nghĩa là tầng nha. Bạn Khánh Văn bổ sung vào nha. Mấy từ con vào trễ đó. Floor. Number five. Number five. Ok, Emma. Flat. Đúng rồi. Đúng, chính xác. Bạn Emma phát âm âm cuối rất tốt nha. Flat. Number six. Anh Tuấn. Street. 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 Ok, let's see the answer. Lane. Lane, street có nghĩa là cái đường đó nó hơi bận rộn xíu nha. Nó sẽ xung quanh là những ngôi nhà tầng. Nó bận rộn lắm, nó nhộn nhịp lắm. Chúng ta sẽ đọc là street. Rồi lane, ở một cái ngõ thôi, vắng lặng thôi nha. Lane, lane, nhớ chưa anh Tuấn? Rồi number 7, number 7. Rồi number 7 có hai âm tiết nha. Number 7, Emma.
Address. Address nha, không có address nha. Address, address. Let's see the answer. Address. Rồi Khánh Văn ghi vào nha. Address có nghĩa là địa chỉ nha Khánh Văn. Number 8. Number 8. Dennis. Street. Đúng rồi, rất rất tốt ha. Street. Street có nghĩa là đường nha Khánh Văn. Khánh Văn ghi vào nha. Number 9. Number 9. Number 9 hồi nãy Khánh Văn có vào chưa ta? Number 9. Rồi đúng không? Khánh Văn trả lời cho con number 9 nào. Từ vựng nào này? Có Lào Cai này, Bắc Giang này. Province. Đó, cô thấy nhiều bạn đọc từ này cùng sai một lỗi luôn. Province. Âm tiết thứ nhất được nhắn nha. Province. Province, không có province nha. Province. Rồi Khánh Văn đọc lại cho cô nè. Province. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Province. Rồi next, number 10. Anh Tuấn. Road. Road. Đúng rồi, road. Đây, xung quanh chỉ là đồng cỏ bát ngát. Heo road. Okay, now look at this picture and tell me what word do you think about? Con sẽ nghĩ gì về này, hình này này. Mình ôm từ vựng nha. Trong máy ảnh của cô có hình này. Who knows? Who knows? Để xem mấy bạn đọc đúng không nha. Who knows? Anh Tuấn, can you try? Dạ thưa cô, là tòa nhà. Tòa nhà, chúng ta đọc tiếng Anh là gì? Là gì anh Tuấn? À, mở mic lên con ơi. Rồi em giúp bạn anh Tuấn nha. Tòa nhà. Tower. Tower, nhưng mà lại check answer nha. Rồi. Tower, nhớ nha. Anh Tuấn lại quên từ rồi. Tower, tower, tower. Rồi. Rồi, how about this one? This word, how do we pronounce? Bằng M đi. Address. Đúng rồi, address. Address là địa chỉ nha. Nhớ cách đọc nha. Âm tiết thứ hai được nhắn nha. Address. Next. Rồi, có mấy con số này. Ok, Dennis. Floor. Good job. Ngữ âm rất tốt ha. Floor. Floor. Next. Rồi. Ngõ này, ngõ này. Cách đọc như thế nào? Em à? Lane. Đúng rồi, lane. Đọc chậm là lane đó. Đọc nhanh này, lane. Check. Very good. Okay. How about this one? Khánh Văn nhớ từ này không? Con đường mà hai bên chỉ là đồng cỏ này. Road. Đúng rồi, road. Road, road. Next. Okay, how about this one? How about this one? Đây là con đường bao quanh bởi những tòa nhà này. Bạn Dennis. Street. 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 Không có strand nha. Street. Street. Rồi. Hai âm y này này. Chúng ta thành y dài đó. Street. Rồi. How about this word? Khánh Văn đi. Khánh Văn hồi nãy đọc từ này sai này. Để xem Khánh Văn có sửa được không nha. Broadway. Âm cuối đâu? Province. Province. Đúng rồi, province có nghĩa là tỉnh. Ok, next. Từ này khó này. Bạn Anh Tuấn. Village.
Đúng rồi, rất tốt nha. Từ này anh Tuấn đọc rất tốt luôn. Village. Very good. Village. Đừng qua năm cuối nha. Next. Okay, you did a good job. Okay, now look at this picture. And we have four pictures. Chúng ta có bốn bức hình ha. A này, B này, C này, D này. Rồi, bức hình này sẽ xảy ra từ top left on the bottom right. Rồi, mình sẽ đi bức hình đầu tiên trước ha. Bạn nào có thể đọc và dịch cho cô được không? Cái này là mình học rồi trên trung tâm hết rồi. Hi Nam, nice to meet you again. Hi Mai, nice to meet you too. Mai, this is Jung. He's a new pupil in our class. Rồi, bạn nào dịch cho cái tranh này nè. Em à. Xin chào Nam, rất vui được gặp lại bạn. Chào Mai. Đúng rồi. Tôi cũng rất vui được gặp lại bạn. Mai, đây là Trung, anh ấy là học sinh mới của lớp chúng ta. Đúng rồi, rất tốt, dịch rất tốt ha. Rồi mấy bạn nhớ cho cô cấu trúc này. He is a new pupil in our class là chúng ta để giới thiệu về một người bạn mới đến người bạn của mình. Rồi nhớ chưa? He is a new pupil in our class. Anh ấy là học sinh mới của lớp chúng ta. Nếu nữ thì là she is. Thôi ha. Rồi nó B. Hello Trung, nice to meet you. Nice to meet you too. Rồi, bạn em mà đã dịch rồi, bạn Dennis dịch lại nào. Hai câu này có trong bức hình A này. Xin chào Trung, rất vui được gặp bạn. Đúng rồi. Oh my gosh. Sorry class. Bị out ra ha. Máy tính bị out ra rồi. Rồi rất tốt ha. Khi giao tiếp thường ngày chúng ta gặp bạn đã lâu không gặp hoặc là không nhất thiết phải đã lâu ha. Nice to meet you để xem như là một lời chào lịch sự luôn đó. Nice to meet you. Nice to meet you too. Rồi. C. The picture C. Where are you from? Trung. I'm from Da Nang. But now I live with my grandparents in Hanoi. Rồi, where are you from? Lần trước chúng ta học là ở phạm vi lớn. Khi chúng ta gặp người nước ngoài hoặc chúng ta đi du lịch thì chúng ta trả lời là I'm from Vietnam. Đúng không? Nhưng mà câu này được sử dụng ở trong nước của mình, đúng không? Đúng không? Ở trong nước của mình mà mình hỏi where are you from? Emma. Emma đã trả lời I'm from Vietnam. Nó thừa quá phải không? Ok. Rồi. Bạn nào dịch cho cô number C nào? Picture C. Anh Tuấn. Where are you from, Trung? Bạn đến từ đâu, Trung? Tôi đến từ Đà Nẵng. Đúng rồi. Nhưng bây giờ tôi ở với bà của tôi ở Hà Nội. Đúng rồi. Bạn anh Tuấn dịch rất tốt ha, nhưng mà có một lỗi nhỏ xíu thôi ha. Grandparents có nghĩa là ông bà luôn. Mình nói chung là ông bà luôn đó. Mình không phân biệt ông nội, bà nội hay ông ngoại gì hết. Grandparents. Rồi nhớ nha, cách đọc này, âm cuối này, grandparents. Nhớ sau này mình muốn nói ông bà, đi thăm ông bà của tôi thì I want to visit my grandparents. Nói chung là đi thăm ông bà của tôi. Ha. Rồi D. What's your address in Hanoi? It's 81 Trần Hưng Đạo Street. Where do you live? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Rồi bạn Khánh Văn thử xem nào. Address có nghĩa là địa chỉ này. What's your address in Hanoi? Bạn ở địa chỉ nào ở Hà Nội? Chính xác. Rồi tiếp theo. It's 81. Cái đó giống như là một số nhà vậy đó. Nó là số 81 rồi. Số 81 đường Trần Hưng Đạo. Đúng rồi. Còn bạn ở đâu? Sống ở đâu? Còn bạn sống ở đâu?
Rồi xem bạn này trả lời thế nào. I tôi sống ở flat là gì? Tôi sống ở tầng 10 ở tầng à, flat phải tầng không? Flat ở căn hộ số 18. Đúng rồi. The second floor là tầng số mấy ta? The second. À mấy bạn chưa biết số thứ tự hả? Tầng 2. Đúng rồi, the second floor là tầng 2 đó của tòa nhà ở Hà Nội. Rồi. Rồi Trần Hưng Đạo Street. Rồi tên này rất quen thuộc ha, Trần Hưng Đạo nhưng không có dịch là Trần Hùng Đạo nha. Rồi mấy bạn dịch rất là tốt ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ rồi, ở phần này mấy bạn có cần cô đọc lại không? Mấy từ vựng đều dễ đúng không? Nhớ giúp cô từ grandparents, ông bà nói chung nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành cấu trúc. What's your address? What's your address? Địa chỉ của bạn là gì? Là kiểu như là bạn ở đâu đó, mình hiểu theo là bạn ở đâu. Rồi, câu trả lời của mình phải bắt đầu bằng is. Is nha, is cộng cho số, có thể là số nhà, rồi phải cái tên đường. Đó chưa? Rồi bây giờ cô có này, mấy bạn chỉ cần gắn nguyên khúc này xuống như này cho cô thôi. Rồi bây giờ cô hỏi mà bạn trả lời nha. Bạn Emma trước đi. Bạn Emma đóng vai là bạn ở ở đây nha. What's your address, Emma? 97 Village Road. Đúng rồi, it's 97 Village Road. Rồi, bạn Emma còn đọc sai từ village nha. Village Road. Rồi, it's 97 Village Road. Rồi, địa chỉ của tôi là số 97 này, đường làng. Rồi, next. Rồi, chỉ cần mấy bạn gắn vô thôi ha. Ở đây cô có sẵn này, số này, đường này. Rồi, bạn Dennis đóng vai bạn ở đây nha. Rồi, Dennis, turn on your mic. Tell me, what's your address, Dennis? Is rồi, số 75 đọc là gì? 75. Đúng rồi. Tiếp nào con. Hai Bà Trưng. Street. Đúng rồi, street. Rồi, dịch cho cô nào. Con ở đâu? Tôi ở số 75 đường Hai Bà Trưng. Đúng rồi, rất tốt ha. Nhớ nha. What's your address? Câu trả lời phải bắt đầu bằng is. Is. Rồi cộng cho số, cộng cho tên đường. Rồi ở đây mấy bạn chỉ cần thảy xuống là xong. Bạn anh Tuấn. What's your address, anh Tuấn? Is flat 8. Đúng rồi. City Tower. Đúng rồi, City Tower. Mấy bạn đọc rất tốt ha. The Tower. Flat. Hai từ vựng mình mới vừa học nha. Second floor. Tầng số 2 là tôi ở căn hộ số 8, tầng số 2 của tòa nhà thành phố. Rồi, cụm từ where are you from? Where are you from là cụm từ chúng ta hỏi bạn đến từ đâu, nhưng mà chúng ta sẽ trả lời ở tỉnh mình đang ở nha. Mình trả lời ở một phạm vi rộng. Rồi, bạn Emma, where are you from? I am from Ho Chi Minh City. À, con đến Hồ Chí Minh hả? Cô không ngờ luôn đấy. Con đang ở Hồ Chí Minh chứ không phải. Ok. Rồi bạn Anh Tuấn, where are you from? Con đến từ đâu này? I'm from Bình Dương. À, I'm from Bình Dương. Thank you. À, cô nói này nè, đây là một chia sẻ của cô thôi ha. Thường mấy bạn sẽ ghi là I'm from Bình Dương. Province, đúng không? Tỉnh Bình Dương, đúng không? Tôi đến từ tỉnh Bình Dương, đúng không? Nhưng mà ở tiếng Anh thì người ta thường hay lược bỏ cái từ province đó ra, mình chỉ I'm from Bình Dương thôi. Mấy bạn nhau. Rồi, what's your address? Câu trả lời bắt đầu bằng is nha. Rồi, bạn Emma,
Con nhớ số nhà không, tên đường không? Nói đại đi. This is I-15. This is I-15-02. Ok, rồi số nhà con khó nhớ quá. Bây giờ cô đặt cho con số nhà để mình thực hành thôi nha. Rồi số nhà con đang ở là số 21 đường Bùi Thị Xuân. Rồi, what's your address, Emma? It's 21 Bùi Xuân Street. Đúng rồi, rất tốt nha. Ngữ âm rất tốt, không có cái nào sai hết. Rồi, thêm một cụm là where do you live? Rồi, câu trả lời của mình bắt đầu bằng I live. I live. Rồi, câu này với câu này cũng tương tự nghĩa với nhau. Cũng hỏi về nơi bạn ở, nhưng mà cấu trúc nó khác thôi ha. Rồi, where do you live? Bắt đầu bằng I live. What's your address? Bắt đầu bằng is. Rồi, còn câu trả lời mấy bạn có thể đổi qua cho nhau được. Ví dụ hồi nãy cô nói là is, em mà trả lời là is 21. Bùi Thị Xuân Street. Rồi mấy bạn có thể để dưới đây luôn này. I live at 21 Bùi Thị Xuân Street. Rồi mấy bạn rõ phần nào? Hai câu này giống nghĩa nhau, nhưng mà cấu trúc mình trả lời nó khác thôi. Ví dụ người ta hỏi what's your address, mình không có lấy I live mình trả lời ha, mình lấy is mình trả lời. Ta hỏi where do you live, mình không lấy is trả lời, mình lấy I live trả lời. Rồi, mấy bạn ghi cho cô hai mẫu câu này vào vở đi ha. Where are you from? I'm from. Cộng cho địa chỉ mấy bạn ở. Mấy bạn, cô khuyến khích mấy bạn ghi tỉnh của mình ở luôn ha. Where are you from? I'm from Bình Dương. Còn cô thì I'm from An Giang. Sau này muốn hỏi địa chỉ của ai đó thì what's your address? Muốn đặt hàng shipper gì đó. What's your address? Câu trả lời sẽ bắt đầu bằng is cộng cho số nhà phẩy cái tên đường. Two minutes left.
đổ mồ hôi luôn rồi. Không mà bắt quẹt lạnh. Okay, I will go on. Rồi, ghi cho cô cấu trúc này luôn đi. Where do you live? Nó giống như what's your address vậy đó. Nhưng mà cách thức mình trả lời nó khác thôi. À, con hy vọng bài học cô dạy sẽ liên quan đến bài học mấy đứa sẽ học trong chương trình lớp 5 ha. Và nếu mà trúng thiệt á, thì mấy bạn nhớ đọc theo cách phát âm cô nha. Thầy cho 10 điểm luôn. Rồi cô chuyển slide nha. Rồi, ở đây cô có câu trả lời này, mấy bạn sẽ tìm cho cô câu hỏi nha. I have two questions here, but I have only one answer. Rồi, cô chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi ha, câu trả lời duy nhất thôi ha. Rồi, which one do you choose? Bạn Dennis. Rồi, câu trả lời của cô này. Ở trên này là câu trả lời nha. Is flat 8, second floor, city tower. Rồi, câu hỏi của câu trả lời này là gì? Nè nè. What's your address? Đúng rồi, câu đáp án của Dennis đúng ha, nhưng mà từ address Dennis cũng phải luyện tập nhiều hơn ha. Address. Rồi, what's your address? Câu hỏi bắt câu trả lời bằng is này. Rồi, I'm from Hải Phòng. Rồi câu hỏi của mình là which one do you choose? À, Emma. Where are you from? Đúng rồi, chính xác rồi. Where are you from? Câu trả lời phải có liên quan đến câu hỏi nha. I'm from Hải Phòng. Còn mình thì I'm from Bình Dương. Còn mấy bạn nào đến từ Hồ Chí Minh nữa thì thay vào ha. I'm from Hồ Chí Minh City. Rồi, tiếp theo này. Is 97 Village Road. Rồi, câu hỏi của cô là gì? Is, bắt đầu bằng is nha. Is bạn anh Tuấn. Anh Tuấn đi. What's your address? À, bạn anh Tuấn chọn đúng rồi. Nhưng mà từ address của anh Tuấn vẫn đọc còn sai xíu ha. Address. Không có address nha. Address. Âm tiết thứ hai được nhắn đó, từ dress được nhắn đó, address. Rồi, good job. Rồi, where do you live? Đây là câu hỏi của cô. Câu trả lời bắt đầu bằng
bắt đầu bằng. Hồi nãy chúng ta có ghi này, where do you live? Câu trả lời mình phải có liên quan đến câu hỏi nha. Rồi bạn Khánh Văn xem nào. Khánh Văn, ok. I live in Hải Phòng. Very good, I live in Hải Phòng. Mấy bạn cũng có thể trả lời I live in Bình Dương, I live in Hồ Chí Minh City cũng được ha. Rồi, where do you live? Câu trả lời bắt đầu bằng I live. I live. Ở đây là mình nói rộng chung chung ha, còn nếu mình nói cụ thể hơn thì I live in a flat 8 gì đó, hoặc là số nhà thì flee at 21 Bùi Thị Xuân Street. Rồi tiếp theo, I live in flat 18 on the second floor of the Hanoi Tower. Rồi, which one do you choose? Để xem bạn nào cô chưa kêu, bạn Dennis đúng không? Dennis, which one do you choose? Rồi con chọn câu hỏi nào phù hợp với câu trả lời ở trên? Yeah. Chọn câu where do you live? À này mình đọc là live, live, live chứ không live nha con. Where do you live? Where do you live? Thường thấy livestream riết và đọc live đúng không? Where do you live? Where do you live? Rồi good job. Rồi, what's your address? Rồi hồi nãy cô có nói bắt đầu trả lời cho câu hỏi này phải là cái gì? Which one do you choose? Ok. Emma. It's 775 Hai Ba Trưng Street. Đúng rồi, bạn Street, bạn Emma đọc rất là tốt luôn, có ấn tượng với từ đó lắm. Rồi, câu dưới này cũng không có sai nha, nhưng mà đây là câu trả lời cho câu hỏi where do you live đó. Mặc dù hai cái địa chỉ này ở phía sau giống nhau này, nhưng mà cấu trúc câu hỏi khác nhau thôi ha. Hồi nãy cô có nhắc rồi. Rồi, where are you from? Where are you from? Rồi cấu trúc câu hỏi này, cô chọn câu trả lời nào đây? Where are you from? Tới bạn Dennis đi, tới lượt Dennis nha. Con chọn câu trả lời I'm from Đà Nẵng. Đúng rồi, I'm from Đà Nẵng đúng không? Rồi, mình học tiếng Anh mình đọc cho nó điệu điệu xíu ha. I'm from Đà Nẵng. I'm from Đà Nẵng. Ta tưởng mình Tây ha. Ok. What's your address? Blah blah blah. 105 Hòa Bình Lan. Bạn nào có biết cách đọc của hàng trăm trở lên chưa? Mấy bạn có nhớ cách đọc hàng trăm? À đây, đây là 105 đúng không? Chúng ta sẽ đọc 100 trước. 100. 100 là 100. And 5 là 5. Và thêm 5 nữa đó. 105. 105. Rõ chưa? Rồi, Hòa Bình Lane. Ngõ Hòa Bình nè. Rồi, I live at or is. Bạn nào? À, tới bạn Anh Tuấn. Dạ thưa cô là điền từ is. Đúng rồi, rất tốt nha. Bữa nay Anh Tuấn phát âm rất tốt. Is, is, very good. Is. Rồi, what's your address? Is 105 Hòa Bình Lan. Rồi ok, mấy bạn ghi 4 câu này vào đi. Mình chừa khoảng trống rồi mình nghe số rồi mình điền vào nha. Đây là địa chỉ của mấy bạn Linda, Tony, Peter, Tom. Rồi, four sentences. Lý do là máy tính của cô vẫn chưa có sửa nên cô sẽ đọc cho mấy đứa nha. Cô sẽ đọc chậm hơn audio. Linda, rồi 2 chấm, chờ cho cô cái phần dash, comma, hai street, mới mốt đọc từ street, này phải đọc thật là pro nha, street.
Okay, have you finished? Rồi, cô thấy ba bạn kia vẫn còn ghi ha, một phút nữa ha. Rồi 4 câu 4 bạn đó nha. Câu phân công này. Number 1 là bạn Emma. Number 2 là anh Tuấn. 3 Khánh Văn. 4 Dennis. Cô đọc tới câu nào mấy bạn khác cũng phải nghe nha, chứ không phải phân công bạn này cái mình không nghe nha. Nhưng mà cô kia bạn đó trả lời. Rồi. Xong chưa, cô đọc nha. Number 1. Number 1 listen and complete. Nghe và điền từ ha. Number 1. Rồi có hai bạn nha, bạn Phong và bạn Linda. Rồi cô đóng vai Phong, Phong hỏi Linda như sau. What's your address, Linda? It's 208. 208 High Street. Rồi cô đọc lại nha. What's your address, Linda? It's 208 High Street. Rồi Emma, có đáp án cho con. Rồi nói cho con nha. It's 208. 208. Con dịch qua cho cô luôn là số mấy? Là 208. Đúng rồi, chính xác. 208 ha. 208. Rồi đây là cách, đây là cách người nước ngoài đọc này. Đọc phần số trăm trước, sau đó số lẻ đọc sau. And eight. Rồi, number two. Number two. Lần này cô sẽ không đọc theo cách hundred nữa nha. Cô sẽ đọc từng số nha. Anh Tuấn nghe này. Number two. Có bạn Nam và bạn Tony. Bạn Nam hỏi bạn Tony như sau. Where do you live, Tony? Rồi, bạn Tony trả lời này. I live at 321 Greenland. Rồi. Tony, I live at 321 Green. Rồi trả lời giúp cô, địa chỉ số nhà của bạn Tony là số mấy? Dạ, địa chỉ số nhà của bạn Tony là số 321. Very good, rất tốt nha. Rồi, this is the correct answer. 321. Rồi đây cũng là một cách người Anh đọc số hàng trăm. Rồi rõ chưa? Rồi number 3 là của belongs to Khánh Văn. Khánh Văn, listen carefully. Mấy bạn khác cũng phải nghe nha. Number 3 có bạn Mai and bạn Peter. Peter. Rồi, bạn Mai hỏi bạn Peter như sau. What's your address, Peter? Peter trả lời như sau. It's 765 White Street. White Street. Right. It's related to color. Cái tên đường này liên quan tới màu sắc nha. White Street. 765 White Street. Rồi Khánh Văn, tell me. Tên đường nha. Lúc này mình điền tên đường, không điền số nữa. White Street. White Street. Can you spell the word white? Con có thể spell cái từ white cho cô không? W. Okay, next. W. H.
W-H-I-T-E. Very good. Y Street. Rồi, ba bạn nên làm đúng ha. Còn bạn Dennis thì sao? Number 4 belongs to Dennis. Rồi, Dennis listen carefully. Rồi, có hai bạn nha. Bạn Quân và bạn Tom. Rồi, bạn Quân hỏi bạn Tom như sau. Where do you live, Tom? Bạn Tom trả lời. I live in the second floor of City Tower. I live in the second floor of City Tower. I live on the second floor of City Tower. Rồi, Dennis, can you tell me? Rồi, điền cho cô. I live on the second floor of City Tower. Rồi điền giúp cô. Hoặc là dịch cho cô tiếng Việt cũng được. Rồi địa chỉ tôi... của Tom là? Tôi sống. Tom. Con dịch Tom ha. Tom sống. Tom sống ở. Ở Tom... the second floor. Tầng 2 của Tower, City Tower là dịch là tòa nhà thành phố, tòa nhà thành phố ha. Rồi the second floor of City Tower. Rồi mấy bạn ghi đáp án vào ha. Bốn bạn làm rất tốt nha. Okay. Next. Okay. I have a paragraph and your duty is to read and complete. I have four words. Cô có bốn từ ha. Streets, address, leaves, from. Rồi, cô có một đoạn văn như sau. Mấy bạn có thể ghi vào hoặc là mấy bạn có sách chưa? Chưa đúng không? Chưa với mình ghi vào đi. Ghi vào rồi mình chừa chỗ trống nha. Thank you.
Mấy bạn xong chưa? Rồi ở đây có 4 từ. Mỗi bạn 1 từ. Number 1. Number 1 Dennis, number 2 Khánh Văn, number 3 Anh Tuấn and number 4 Emma. Rồi, number one Dennis. Rồi, đọc cho cô câu đầu tiên. Tôi đến hết câu số 1 của con luôn nha. Trung is a new. A new. A new. Pupil. Pupil in class. Number. Oh, 5B. Rồi, he is He is from Đà Nẵng. Good job. From, good job. Thank you, Dennis. Number 2, how about number 2, Khánh Văn? Đọc cho cô number 2 nha. Và điền, đọc nguyên cái câu mà con điền từ trong đó luôn nha. Now, he blah blah blah. Mình bỏ từ from rồi ha, còn 3 từ. Now he lives. Good job. The lives của Khánh Văn đọc rất đúng ha. Rồi tiếp con. À, đọc nguyên một câu cho cô nha. He lives with. Từ này mình đọc là with. Now he lives with his grandparents in Hanoi. Rồi, ngữ âm tốt, không có nào sai hết ha. Rồi, lives. Đây mình đọc là live. Thường chúng ta đọc là live, đúng không? Nhưng mà ở đây, he. He này chúng ta phải thêm S nha. Mấy bạn biết cái này rồi, đúng không? Lives. Lives. Rồi, ghi vào giúp cô. Number 2, đáp án number 2. Number 3. Anh Tuấn number 3. Đọc nguyên câu cho cô nha. He's à, con đọc cái 81 thôi nha anh Tuấn. Tới đây thôi nha. Yeah. His address is 81. Okay. Rồi, bạn anh Tuấn lưu ý cho cô này. Address nha. Từ đó anh Tuấn vẫn đọc chưa tốt nha. Address. His address. Đúng rồi, địa chỉ của anh ấy là số 81. Rồi Trần Hưng Đạo bla bla bla. Thank you Dennis, thank you anh Tuấn. Rồi number 4. Bạn Emma đọc nguyên câu cho cô luôn. Trần Hưng Đạo Street, Hoàn Kim District. Đúng rồi, Trần Hưng Đạo Street. Rồi mấy bạn có từ biết từ district không? District. Rồi mấy bạn ghi vào từ này giúp cô nha. Mình vừa khai thác bài văn, mình vừa ghi những từ vựng mới ha. District. Mình đọc chậm đấy, mình đọc nhanh này. District. Rồi hai chấm. Quận Hoàng Kiếm đó. District có nghĩa là quận. District. Đây em nhấn thứ nhất nha. District. Rồi hai chấm quận nha. Rồi bài này mấy bạn làm tốt rồi ha. Rồi ở đây, đây là một bài hát thôi ha. Mình cũng không quan trọng gì nhiều. Và cô sẽ phân tích một vài
Từ vựng mới trong này. The wheels on the bus go round and round. Round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, round all day long. Rồi. Cái từ wheels, bạn nào biết? Wheels. Rồi, từ mới ha, hai chấm, những bánh xe. Mình đang nói những bánh xe của phương tiện đó. Wheels. Thêm S này là số nhiều nha, những bánh xe. Wheels. Đây chỉ là bài hát thôi ha. Rồi. Round and round. The wheels on the bus go round. Rồi. On day long. Bạn nào biết cái này không? On day long có nghĩa là hai chấm. Suốt cả ngày. Mấy từ vựng này mấy bạn cũng... mình không cần chú ý lắm ha. Mình quan trọng những bài từ vựng chính bữa nay thôi ha. Mấy từ này mấy bạn sẽ gặp thường xuyên trong cuộc sống không? Rồi, all day long. Rồi, the bells. Bạn nào biết từ bells không? Bells, chuông, tiếng chuông á. The bells, hai chấm. Những tiếng chuông. Rồi, the bus. Bus mấy bạn biết rồi ha. Bus là xe buýt đúng không? Mấy bạn biết rồi. Rồi, để cô xem. Còn từ vựng nữa không? Rồi, hết rồi ha. The bells, những tiếng chuông. Giống như tiếng còi hú đó. Tiếng còi của xe buýt đó. The wheels là bánh xe. Mình không nói bánh xe buýt không ha. Bánh xe ô tô, bánh xe gắn máy của mình cũng được ha. Rồi on day long. Suốt cả ngày. Ok. Bây giờ mấy bạn thử. Để cô có tạo một game này. Mấy bạn, cô gọi mấy bạn làm thử nha. Rồi, ở đây cô sẽ chọn game Gold Quest. Gold Quest là game vàng, ăn cắp vàng ha. Rồi cô sẽ trên đó mấy bạn sẽ trả lời câu hỏi của mình. Bạn nào trả lời càng nhanh thì bạn đó đứng đầu bảng ha. Và khi trả lời rồi thì sẽ có ba cái hộp vàng như thế này xuất hiện ngẫu nhiên ha. Mấy bạn đừng có dành thời gian phải suy nghĩ cái nào mình chọn thí đi ha. Rồi nó sẽ có những giá trị, ví dụ như là mấy bạn có thể được thêm 10 lượng vàng này, hoặc là mấy bạn có thể mất đi 10 lượng, hoặc là mất đi 50% luôn, hoặc là mấy bạn có thể ăn cắp vàng từ người khác. Mấy bạn rõ chưa? Rồi biết cách chơi chưa? Rồi để thử xem ha. Cái này cô mới tạo nên, cô cũng chưa biết là nó như thế nào ha. Mình thử nghiệm xem. Rồi mấy bạn vào link đó thử xem. Mấy bạn vào được không? Vào link rồi mình chỉ cần điền tên thôi ha. Cái chữ nickname á. Nickname á, mình điền tên của mình thôi. Cô ơi, em không có biết làm cô. Gì con? Em không có biết làm. À, con chỉ cần truy cập link thôi ha. Cái này trò chơi thôi. Dạ. Rồi em à, truy cập thử link của cô gửi trong nhóm nha. Mấy bạn truy cập vào link đó. Rồi mấy bạn chỉ cần điền tên thôi. Số nó đã điền sẵn rồi. ID nó đã điền sẵn rồi. Vì game này cô cũng đã thử cho mấy bạn lớp khác rồi. Mấy bạn lớp khác chơi được. Mà không biết mấy bạn thế nào. Rồi Dennis, truy cập vào link của cô chưa? Trong group đó nha. Trong group Zalo ấy.
ơi. Cô kêu cái gì mà trong link group Zalo gì có cái link gì á. Nó nhập vô gì con không biết nữa. Em mở nhập xong chưa con? Cô, con ra ngoài một chút nha cô. À ok con. Này đang trong học. Ờ vậy thôi. Cô gửi nè. Ok. Look it. Look it. À, ID nhập tên đồ. Nhập tên thôi nha, ID đã nhập sẵn rồi. Mấy bạn ID lớp nhập khác có chơi cái này rồi ha. Nhập tên. Ủa này nhập số mà. À nhập số con để đó nha, con bấm mũi tên bên phải á. Sẽ chuyển lên phần nickname. Bấm mũi tên bên phải. Còn bấm phần nickname. Cái này em đang học mà. Số để đó nè. Nhập số gì mà bấm cái à, số phần mềm đã nhập sẵn rồi nha con. Alo. Chưa bật mic mà mày. Để thử bên mấy bạn thử xem. Alo. Ok, à, em chào chị. Cô ở cho chị hỏi là cái locket đó là nhập vô sao cô, nhập bên máy bé hay là bên máy chị? Dạ, em nghĩ là bên máy bé cũng được á chị. À dạ. Là bấm vô cái đó hả em? Bấm vô cái locket đó hả em? Dạ đúng rồi chị. Bên máy bé có group Zalo không chị? Nick Zalo bé xài chung với chị. Dạ. Mình bấm vào link đó hả chị, và nó sẽ điền cái sẵn cái ID rồi. Rồi mình bấm cái mũi tên bên phải cái số đó, nó sẽ hiện ra chữ nickname. Cái ID. Cái game để là cái game ID đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Nó ID có nhập số không? Sẵn không chị? Không em. Dạ nếu không có thì chị nhập cho em 606212 thử xem. À đây. 606212. Rồi. Rồi nickname. Dạ rồi chứ chị. Sao mà em? Dạ, có chữ nickname không chị? Rồi, có rồi. Rồi, chị nhập tên bé vào giúp em Dennis hoặc là Duy Bảo gì đó. Dennis. Rồi, cô thấy bạn Khánh Văn rồi ha. Bạn Khánh Văn vào rồi. Rồi, bạn Emma. Cô thấy bạn Emma vào rồi ha. Ủa cô ơi, cô sao em bấm không được cô? À, con truy cập vào link chưa con? Rồi mấy bạn có thể đổi biểu tượng của mình ha. Bạn anh Tuấn vào chưa? Link của con ấy. Chưa hả? Con bấm vào link nha. Con bấm vào link nha. Đừng link trong nhóm. Rồi trên bảng có thấy bạn Khánh Văn và em mà. Rồi em mà đổi thành Tiger luôn rồi ha. Ok, cô thấy Duy Bảo rồi ha. Duy Bảo có thể chọn những biểu tượng khác nhau ha. Rồi đợi bạn anh Tuấn thử xem. Ba bạn rồi đó nha, còn bạn anh Tuấn thôi nha. Rồi mấy bạn cứ việc chơi nha. Chơi đó mình luyện tập. Và cái bảng xếp hạng thì sẽ trên điện thoại cô. Trên máy cô. Cô ơi cô. Sao con? Mình chọn biểu tượng rồi, giờ mình làm gì nữa cô? À cô thấy con rồi ha. Rồi đủ bốn bạn rồi ha, cô bắt đầu nha. Cô bắt đầu nha, mạnh ai nấy dạ. Chơi nha. Có ba, mình chơi một hồi sẽ có những cái hộp hờ hũ vàng đó. Mình cứ bấm đại đi. Mình đừng có thời gian suy nghĩ mình thua mấy bạn khác đó. Rồi, start nha. Chuẩn bị nha. Rồi, nó đang hướng dẫn nha. Một bài văn nha mấy bạn. Rồi mấy bạn chơi nha. Mấy bạn thấy câu hỏi không? Rồi chơi nha.
Rồi cô thấy bạn Khánh Văn 10 lượng vàng rồi nè, mấy bạn khác vẫn không ha. Rồi nhanh nhanh tay lên nha. Cô thấy trên bảng xếp hạng của cô bạn Khánh Văn đầu tiên nè. Rồi bạn Anh Tuấn 50 lượng vàng rồi ha. Bạn Anh Tuấn đứng đầu nha. Rồi cô sẽ không nói mấy bạn đứng đầu nữa, mấy bạn cứ chơi đi ha. Duy Bảo con cứ chơi đi con. Where are you from? Rồi bạn Anh Tuấn được 60 rồi ha. Thanh Thủy con có bấm không? Sao dẫn lượng vàng là không vậy? Rồi anh Tuấn đã ăn cắp được 3 lượng vàng từ Khánh Văn rồi ha. Khánh Văn chỉ còn lại 5 thôi ha. Rồi em đang đứng thứ hai nha. Nhanh lên còn 30 giây nha. Rồi em mà đứng đầu ha. Rồi anh Tuấn đứng đầu ha. Rồi em mà lại đứng đầu rồi. Tiếp theo là anh Tuấn. Ok, anh Tuấn vừa ăn cắp vàng từ em mà ha. Rồi cô chỉ cài đặt 2 phút thôi ha, hết giờ rồi ha. Let's see, mấy bạn có thấy màn hình cô không? À, thấy bạn nào đứng đầu không? Dương nào đứng đầu không? Ok, bạn Duy Bảo 120 gold, 120 vàng ha. Tiếp theo là bạn em à, 97 gold. And anh Tuấn 73 gold. Rồi anh Tuấn, anh Tuấn đứng thứ ba ha. Lấy vàng của em mà quá nhiều rồi ha. Tại con mở được cái gương 100 vàng ha. À vậy đó hả. Dễ hên ha. Tự nhiên Duy Bảo đứng dưới một hồi lại đứng nhất ha. Cô không ngờ luôn. Rồi à, để cô xíu nha. Rồi bạn Khánh Văn, bạn Khánh Văn đừng buồn nha. Cái này là mình sẽ tập về cái tốc độ ha, tốc độ. Tốc độ mình chơi. Nhanh tay, suy nghĩ nhanh. Rồi, bây giờ mình luyện viết nha, luyện viết nha. Khoan, bây giờ để cô tắt cái này ra đã. Ủa? À, hồi nãy mấy bạn có thấy bảng xếp hạng của cô đúng không? Thấy đúng không? À, thấy là được rồi nha. Rồi, bây giờ cô sẽ cho mấy bạn luyện viết nha. Ủa cô ơi, cô tự nhiên của em nó tự nhiên nó thoát ra cô. À, con đang chơi, cô chỉ cài có 2 phút thôi ha. Thời gian hết 2 phút là mình tắt rồi. Thoát luôn à. Rồi mấy bạn nghỉ giải lao 3 phút đi ha. Không trở lại nữa. Khi tìm cái từ này bỏ vô này. Bây giờ con đọc nguyên cái bài văn này đi. Nguyên bài văn này nó thiếu từ gì con biết liền này. Từ này trong có mấy cái từ này này.
Ok. Rồi bây giờ cô có thôi mấy bạn đừng nhìn ha. Mấy bạn đừng nhìn nha. Cô đọc. Mấy bạn thử xem mấy bạn có nghe được không nha. Rồi. What's your address? Mấy bạn chỉ cần ghi cái câu cô đọc thôi nha. What's your address? It's 67 Bạch Đằng Street. Rồi cái này cô tự nghĩ ha, cô không biết nó có tồn tại trên Bình Dương không ha. It's 67. It's 67 Bạch Đằng Street. Chấm khung chat nha mấy bạn, cô đã chấm khung chat nha. Ba bạn đầu tiên, không hai bạn thôi, hai bạn đằng sau đầu tiên. It's 67 Bạch Đằng Street. Rồi hai bạn đầu tiên. Ok, good job em Marie, đúng rồi ha. Rồi một lỗi nhỏ thôi, sao 67 con không mờ một cái nha, con phải một cái nha em à. Rồi bạn em mà đúng rồi, một sao cho em mà đi. Rồi một bạn nữa. Mấy bạn để chế độ gửi đến mọi người nha. Mấy bạn gửi đến ví dụ như Dennis thì Dennis mới nhận được. Thôi con không nhận được. Rồi đáp án của bạn M đúng rồi đó. Bạn Dennis is the street của bạn Dennis ghi sai rồi nha. Is của bạn Dennis ghi cũng thiếu, cũng sai luôn á. Ghi lại giúp cô nha. Is với từ street. Street. Rồi đây là đường, đây là số 67 đường Bạch Đằng ha. Rồi cái này cô nghĩ ra cho mấy bạn luyện tập ngữ pháp thôi ha. Cô không biết nó có thiệt không nữa. Rồi next. Rồi mấy bạn ghi giúp cô nha. What's your address? Nó là số 81 đường Nguyễn Trãi. Đó là số 81 đường Nguyễn Trãi. Đó là số 81 đường Nguyễn Trãi. Dennis, ok. Con sửa từ this thành từ it giúp cô nha. Em mời, good job. Rồi, rồi. Mấy bạn nhớ nha, tên đường viết hoa nha. It's đường số 81, Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Trãi, đúng rồi. Số 81, đường Nguyễn Trãi, đúng rồi. Good job. Rồi, where do you live? Mấy bạn chỉ ghi câu trả lời nha. Where do you live? I live on the second floor of City Tower. I live on the second floor of City Tower. I live on. Câu này câu trả lời cho câu hỏi where do you live đó nha. Where do you live? I live on the second floor of City Tower. Rồi bạn Khánh Văn ghi hồi nãy đúng rồi ha. Cô em chưa nghe rõ cô. I live on the second floor of City Tower. I live on the second floor of City Tower. Rồi Dennis sửa lại nha, sai chính tả nhiều lắm đó. I live on the second floor of City Tower. Very good.
Anh Tấn ghi đúng rồi ha. I live on the second. À, bạn Dennis, the second của con sai ha, second floor luôn, city luôn ha. Đi lại giúp cô, second floor of city tower. I live on the second floor. Rồi Khánh Văn, good job. Rồi bạn em, I live in the second floor of city tower. Okay. Rồi đợi Dennis xem nào. Rồi mấy bạn nhớ nha, I live. Tại sao đây dùng on? Mấy bạn dùng on để chỉ về số tầng. Số tầng nha. Ví dụ tôi sống ở tầng 3, tầng 5 gì đó thì dùng live on. Rồi số nhà dùng live at. Rồi ví dụ này, tiếp theo này. Where do you live? I live at 15. I live at 15. Trần Hưng Đạo Street. I live at 15 Trần Hưng Đạo Street. Rồi Dennis dẫn sai chính tả từ floor ha. Rồi Dennis ghi cho cô câu bây giờ đi ha. I live at. Oh Emma, good job. Tốt ha. Bạn Emma đầu tiên này. One star for Emma đi. Một sao cho Emma nha. Rồi I live at 15 Trần Hưng Đạo Street. Rồi Khánh Văn rất là cẩn thận luôn nha. Star 15. Khánh Văn put a comma. Khánh Văn đặt dấu phẩy ở phía sau 15 rất là tốt ha. Rồi đợi bạn anh Tuấn và bạn Dennis ha. I live at 15 Trần Hưng Đạo Street. Rồi nhỏ nhỏ thôi, lỗi nhỏ thôi, phía sau số nó một phẩy cái ha. Rồi. Rồi tiếp theo ha. Cô đổi cấu trúc thôi ha, cô đổi cấu trúc thôi ha. Cô đổi thành is. Is. Is 15 Trần Hưng Đạo Street. Is 15 Trần Hưng Đạo Street. Rồi câu trả lời này mình trả lời cho câu hỏi what's your address? Is 15. Rồi chính xác. Lên Tuấn ghi chính xác rồi ha. Is 15 Trần Hưng Đạo Street. Ok, Dennis, good job. Rồi, hai bạn nữa, Khánh Văn và em ạ. It's 15 Trần Hưng Đạo Street. Rồi, đúng rồi ha. Rồi, good job. Rồi, một câu cuối cùng. It's, let me see, is 75. It's 75. Nguyễn Trãi Street. Is 75 Nguyễn Trãi Street. Is 75 Nguyễn Trãi Street. Ok, em good job. Rồi một, ba bạn nữa. Ok, good job. Dennis, Dennis, cô đọc 75, không phải 17 nha. 75, 70, 75, thêm 5 nữa, 75 ha. It's 75. Còn Dennis ghi là 17 rồi ha, sửa lại. Okay, we wait for Dennis. Okay, Dennis, correct your sentence. It's 75 with that street. Okay, good job. It's time to say goodbye. We will stop here because time's up. Okay, goodbye, class.